Đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn, từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền. Gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được đúng không em? Đó. À, nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả, Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, em. Dạ, anh xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên luôn. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả, nhưng mà mỹ phẩm là về cái tất cả mọi thứ luôn. Dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là... Dạ công việc em thì làm thuê cho ảnh ạ. Thuê dẫn mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước thì là giáo viên hả cưng? Dạ vâng. Chắc em có lẽ là... lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên đúng không? Dạ đúng rồi, ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm. Anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi và bây giờ là 70kg rồi. Dạ. Thì em nuôi khéo vừa gầy này vừa đen này. Thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó mấy cũng làm rất là tốt. Hay rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nói là dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần hai năm thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao nhiêu lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. Là trong vòng là chưa tới 1 năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác, nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó thì em phải nhờ anh này. Dạ lúc đó em cũng hơi dạ một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó. Mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút. Tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng em hết hồn không? Không thấy, em lúc đó là em đi chợ về. Xong rồi thấy, ủa chứ cô nào ngồi đây? Xong rồi em hỏi ai đây, tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê. Rồi rủ là ai rủ? Cô rủ không? Em nhắn tin em rủ. Nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ chọn. Mâu thuẫn quá vậy. Em không có cái cảm xúc gì với người ta. Không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, người ta phải rủ em.
mắc mới vậy em mới rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ để thấy, mà cổ trả tiền thấy cũng đỡ ý. Bao mình đằng nào thì cô này cũng cũng gọi là đền ơn mình mà, mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á, chiều nào cũng lên cũng mặt dày lên nhà ăn cơm, cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều đó là em mới dậy xong, chiều đó em mới đúng giờ đó. Không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm? Chiều đó là cuối cùng mình cũng phải mời ăn cơm. Em tan ca tan cái hết hết giờ làm của em là 5:30 thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không phải là lên để mà không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay mà. Từ đầu là cũng ưng tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Con cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ hai người lớn ở nhà là em xin phép cho em làm quen mà không hỏi qua ý kiến của em không biết gì luôn. Chủ động tự ý luôn. Mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào? Là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi nó có những cái cử chỉ dạ, không? Chưa. Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á chứ gặp người khác là xong hàng rồi đó. Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy thôi cưới đi chứ ngày nào nó cũng lên hết. Lên ăn cơm ké hoài. Luôn mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên. Là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn. Thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc. Với lại lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực tại vì nhà em là chỉ có 3 chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền. Thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online mà cách đây 6 năm á. Thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2.2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút gian á, có gian dạ, có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi. Nên là không thể nào mình làm cả hai nữa. Mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi dạ, em chuỗi làm hàng. Trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Dạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Công ty cách em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm. Rồi. 4 năm, dạ, chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó. Dạ. Đúng không? Hai dạ. Thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em tháng 4 năm tới đây là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết rồi phải không? Dạ vâng. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy là chiều nào cũng lên. Mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ thế nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có
những cái hành động gì nó có dạ, có biển của nó. Có đập bàn, đập ghế, dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả, tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cái bằng đường thì cãi tay đôi, cãi tay đôi luôn. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên. Dạ. Ôi, chắc em áp lực lắm đó. Đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không. Thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có... Ai ngờ bị hả? Ai ngờ. Bị báo lén, đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, nhưng mà thực sự là em không phát hiện được. Cứ đi nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Mà quỳ dưới đất hay là quỳ trên niệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Tới giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con nó gõ cửa, mắc cỡ. Con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới ảnh em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái đó em ăn không nổi, không có được, lười ăn thôi em. Dạ em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á hay là nói không được á là về người đầu tiên và người duy nhất chút lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tòa, tên tòa tuổi tòa đó giải quyết là rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn là... nặng không? Lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Nhưng mà như là giải tỏa đến bây giờ thì tụi em công việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ vâng. Đó rồi, bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào là để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà vâng, ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Yeah. Anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu hoa lắm. Rồi dạ sao? Rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải cứ còn đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em rồi làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ luôn.
mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Lê Hoàng Thái ạ, 24 tuổi, quê ở Tiền Giang. Tiền Giang, công việc em là gì Thái? Là kinh doanh tại nhà, buôn bán giày dép về tại chợ. Giày dép đúng không? Dạ. Còn vợ Thái? Dạ em tên là Bùi Nhã Phương ạ, năm nay em 23 tuổi. Em là hiện tại nghề của em là nhân viên. Dạ em đến từ Tiền Giang. Biết rồi, nhân viên văn phòng đúng không? Dạ nhân viên sale ạ. Em là 23, còn Thái là nhiêu ta? 24 ạ. 24, quá trẻ đúng không chị? Ồ, hai em quen nhau lúc nào? Dạ tình cờ cũng vợ nhắn tin trước, rồi thấy em nhắn tin trên mạng cho em, hỏi em sao mới quen cô kia mà lại chia tay trong có 2 ngày thôi. Mà vợ em thấy em chia tay 2 ngày rồi vợ em nhắn tin cho em như là ý là cô em đó. Wow. Nhưng mà là nhắn tin trên Facebook hay là trên cái trang? Dạ Facebook. Facebook. Em vô trong trên Facebook á, nó có cái hội là FA. Thì tình cờ em cũng vô cái hội, rồi cô này cũng vô một cái hội đó. À, đó em... phải đầu hội FA. Dạ, đó. Vậy dạ, mà em ấn tượng gì ở anh này mà em an ủi anh vậy? Dạ ở trên Facebook á, thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Đen mập mà còn dơ nữa kìa. Thế còn em thì sao? Dạ ấn tượng đầu tiên gặp vợ rất là kiểu như dễ thương, kiểu nít lắm, quá ngon. Dạ dạ đúng rồi, nói như cơ mà nói luôn nhìn như bế đúng không đó. Rồi sao gió đổi chiều đúng không? Dạ. Em là người cua cô này trước. Quyết liệt luôn. Quyết liệt luôn. Bao lâu thì em gọi là chính thức là cho anh này gọi là công khai yêu đương với mình? Dạ khoảng một tháng sau. Một tháng sau rồi. Dạ. Bạn gái cũ có biết không? Ừ, biết rồi. Đó. Là cái bạn gái chia tay rồi đó phải không? Dạ. Là bạn biết rồi, bạn có nói gì không? Dạ cũng kêu rồi quay lại rồi nhắn tin thì bà này thấy rồi. Cứ bắt đi đâu cũng có với nhau vậy đó, chứ không có đi đâu được hết. Lúc mà ở bên nhau á, thì không có gì hết. Thấy anh này thương mình, thật lòng với mình. Nhưng mà tới lúc thời gian mà đi học ở trên Sài Gòn, anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu qua lắm. Dạ rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải cứ con, không phải con nhắn, nhưng mà cũng như là hai anh em trong nhà nằm vậy nè, con mới ngủ mới lấy điện thoại nhắn cho con bạn của bạn. Rối mà xưng con luôn. Rối quá. Sao em. Rồi bà này quần nguyên một đêm khóc ngủ không được, hay gặp bà đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Rồi thiệt không? Đòi tự tử thiệt không? Hay hù. Thiệt chứ. Tại gần cầu tính nhảy thiệt luôn. Em biết không? Em biết là nó đòi tự tử không? Dạ biết à. Lúc đó thì điện thoại thì thuê bao. Rồi mẹ điện thoại lại năn nỉ kêu cho cơ hội đi. Rồi lúc đó bỏ đi. Xong rồi cái em mới chịu cho thêm một cơ hội nữa. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Dạ mình biết bơi cũng đâu sợ đâu. Chị gạt không thấy cho. Thấy chưa? Trời ơi. Bây giờ mới khui đúng không? Dạ, bây giờ mới biết. Rồi đến bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ, quen khoảng tầm 3 đến 4 tháng xong rồi hai bên gia đình nói chuyện xong rồi mới đám hỏi. Tức là sau cái bữa mà đòi nhảy cầu. Dạ đúng rồi. Là sợ rồi dạ. Cưới luôn đúng không? Là dạ, về là anh này sợ mất em. Nói chung là đám cưới xong về rồi bây giờ là cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy chứ sao lắc đầu lắc đầu. Dạ đám hỏi xong là bắt đầu lòi đuôi ra từ từ. Tại vì đám cưới mới lòi mà giờ đám hỏi là lòi rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Mà lộ cái gì, lộ thật xấu hay sao? Ông này chơi gà mạng lắm. Gì hả? Chơi đá gà mạng á anh. Chơi đá gà. Dạ chơi đá gà. Ở miền Tây á, dễ bị lôi cuốn vô mấy cái đó. Giờ còn không? Dạ hết rồi. Hết liền chứ. Dạ. Hết gà mạng thôi. Nhưng mà hôm đọc ngồi quanh cúp thì lại chơi nữa. À, tới banh mạng. Cầm xe mới mua cầm luôn. Em mới giận quá, sao em xin ba với mẹ đi về dưới ở vài ngày. Tức quá về, khi làm đơn ly dị luôn. Chụp hình gửi qua ông này, nói chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị ra tòa là ký tên đi. Rồi em làm cách nào để mà cô ấy cho tới bây giờ vẫn còn chưa có ly dị? À, lúc đó thì cũng thuyết phục dữ lắm nhưng không chịu. Con thấy sao mọi lần là không có đến nỗi mà viết đơn, làm mướn luật sư, tính in ra photo, tờ giấy này căng rồi đó. Em mới chạy xuống nhà luôn.
cái bà thấy em như nhớ em sao á, em chạy ôm cái như khóc ngứa nước mắt này kia nọ, nói anh, anh nói anh không bỏ, anh không không nói không chơi, không chơi cậu bạn nữa. Em em khóc à? Dạ em tức khóc. Là nhớ đáng lý là kiên quyết ly dị rồi tức, dạ đúng nhưng rồi mà gặp mặt dạ. Cái á là làm như nhớ quá rồi, thương tại vì vẫn còn thương mà đó. Giờ kể là còn thấy rưng rưng nước mắt luôn rồi. Dạ tức lắm. Nhưng mà kể từ đó về sau là tất cả những gì em nói cho em góp ý là anh có nghe không? Dạ cũng nghe là ha. Giờ thì không có thấy còn chơi gì nữa hả? Thiệt không? Dạ thiệt ạ. Ờ hồi nãy giờ cô vợ cũng nói nhiều quá, bây giờ cho phép em đó. Đó cô ấy có tật xấu gì không? Dạ dạ em không, tật xấu thì có một thôi mà xong bây giờ kêu sửa được không? À tật gì dạ? Ngủ mà ngáy là thôi khỏi chơi. Mà cái đó đâu phải xấu. Ngáy đâu phải thật xấu đâu. Cái đó đâu ai muốn đâu. Ảnh còn ngáy hơn vậy. Đó. Ảnh ngáy mà em nói anh không tin à. Ý mà ngủ nửa đêm phải bật điện thoại lên anh quay lại đó. Sao rồi quay ngày sau không dám coi. Đó đi khui ra làm chi để cho mình ra. Mình đi khui lại đúng không? Có thật xấu nào nữa không? Có bạo lực, có đánh đấm gì không? Vợ em mà võ nghề rồi. Học võ từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà quýnh chồng thì chưa. Ủa, vợ là học võ hả? Dạ. Ồ, võ gì? Dạ, học karate ạ. Trời ơi. Wow. Bởi mà... em cũng đâu có dám đụng đâu. Khi, khi chửi là làm gì là em chạy dưới rồi. Đâu em không lại. Rồi, nghe nè. Vợ có nhõng nhẽo rồi, có thường xuyên sai việc mình không? Dạ, sai là khỏi chơi. Mỗi buổi sáng hay dậy là phải rửa chén, quét nhà là bà này á, thì hẹn giờ 6 giờ, 8 giờ cho mới về, phải 6 giờ phải dậy. Đặng rửa chén lau nhà. 6 giờ đồng hồ kêu, kêu em dậy không? Anh dậy, anh ơi dậy. Rồi em quét nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ hết. Bả thì nằm trong bả ngủ. Gần 8 giờ cái bả chui ra, em thì vô ngủ. Lát về cha nói em nằm ngủ không, còn Nhiên Phương làm. Khôn dễ sợ khôn. Trời ơi. Rồi cha em chửi, chửi như nói trời ơi cái thằng này nó ngủ như con mối chúa vậy. Trời ơi, vậy cha vậy là cha ruột không không? Cha ruột. Dạ. Mà thật chất là em làm không cha em đâu biết. Mà hồi đó giờ cha có hiểu không? Dạ chưa hiểu. Tới bây giờ cha mới hiểu. Cha mới hiểu nè. Hả? Dạ không có. Có biện hộ gì không? Ảnh lười lắm. Thường ngày ở nhà thì cha mẹ kêu làm gì ngớ chịu làm mà không chịu làm. Đợi sai, chửi, rồi cái mấy chịu là xách đi làm, rồi vừa làm, rồi vừa nói nhảm nhảm gì trong miệng á, không biết nữa. Lèm bèm á. Bây giờ kể tật xấu luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Nói xạo lắm. Thường ngày em đi làm, em mới điện thoại về, anh đáng đâu vậy? Anh đang ở nhà nè em, anh đang phụ làm giấy số với cha là chắc là đang đi nhậu. Xong rồi tới giờ mình đi làm xin rước em về thì bắt đầu em ngồi ngoài sau. Anh ta sợ em nghe mùi rượu đây, anh ta nhai sinh rươm. Mà nhai sinh rươm là ngoài sau nó càng bốc ra mùi rượu nữa. Cái bắt đầu hỏi, đi nhậu phải không? Thì đi uống với chú Út có mấy ly à. Có khi nào ổng nói xạo mà tức quá cũng như là bùm luôn không? Có. Đầu kể nghe chi tiết coi. Đặt đó là mùa Tết thì mùng 3 nhà mẹ cúng gà, anh ta đi ra ngoài. Cái anh ta nói dạ anh đau bụng quá anh đi, mà trong khi đó anh đi lên nhà người ta, anh chơi bồi cua cá cọp bỏ em ngồi dưới nhà ngoại á. Cái em tức quá nói, em nói bụng mà em đợi rồi mẹ đợi ở nhà nữa anh đi đâu. Tức quá em tán cái bóp vô mặt. Cái anh nói hồi đó giờ chưa có ai quýnh tao, chưa cha mẹ tao chưa tán tao vô mặt. Lúc dạ, đó đúng rồi, tức. Dạ, hơi giận hơi nóng không, nói vợ không thương tự nhiên tán. Rồi bây giờ có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ muốn anh bớt ở dơ lại à. Bớt bày hày lại, tự giác làm mà không đợi sai rồi biểu nữa. Tại vì nhà có một mình ảnh con trai nên ảnh sau này cũng là trụ cột của gia đình thì sau này ba mẹ già thì ảnh cũng phải tự làm và dạ, tự lập chứ không có nhờ ba mẹ nữa. Hiểu tình ý của vợ hiền mình chưa? À, hiểu rồi. Còn bây giờ mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ quan tâm em xíu nữa thôi. Ủa chứ giờ chưa quan tâm luôn hả? Dạ. Dạ, quan tâm. Như là quan tâm mà không tới thôi. Ví dụ dạ. Như anh ơi ăn cơm hay là hay ví dụ gì thôi. Nhưng mà không có thiệt tình lắm. Không có thiệt tình. Dạ. Thì đôi khi đi làm về mệt. Rồi vậy là em bị buồn á, em mặc cảm, em dạ. Tự kỷ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là vì vợ em quá nhiều việc đúng không? Dạ đúng rồi. Thành ra là theo lẽ như người ta nói là anh ơi,
anh ơi xuống ăn cơm đi, ví dụ vậy. Dạ. Thì giờ như chồng là chồng muốn là chẳng hạn nhìn nó thấy chồng chưa xuống hoặc là ấy thì nó anh xuống đây ăn cơm, ví dụ vậy, nắm tay xuống. Dạ, đúng không? Dạ. Chưa phải nói lời đúng không nè. Dạ. Thì cái đó cũng đâu mất thời gian đâu. Bởi vì ông bà mình nói đúng á, lời nói không mất tiền mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Nói sao để mà cho vừa lòng nhau. Thì đó là cái chuyện của vợ, nhưng ngược lại chồng phải để cho vợ cảm giác á là chồng quan tâm tới vợ và hiểu được cái việc mà vợ đang làm. Dạ. Phải chứng minh cho vợ thấy là bây giờ mình thay đổi rồi. Đúng chưa? Những cái đó không phải là đam mê của mình nữa rồi. Thì bây giờ thực hiện lời hứa đi. Đó, đứng lên hứa cái đi. Để cho vợ an tâm cái đã nha. Anh hứa em từ nay về sau là anh không có dư dẫn gì nữa mấy cái đó chị ăn chơi đã. Anh sẽ phục em làm nhiều hơn. Rồi. Rồi, yeah. Rồi đáp lại bằng nụ hôn để cho ông chồng khoái chứ trời ơi. Wow. Rồi. Dạ. Rồi xin chúc cho các em sẽ luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Và mau chóng có được một cái tin vui ha. Dạ. Bây giờ xin như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì xin cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, đó có hai vợ chồng anh. Có hai đứa rồi à. Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi. 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Ừ. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hột xoàn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail à. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên và ổng là chị mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. À. Yeah. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. À. Rồi cái khoảng thời gian nó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng... là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau. Ừ. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy con nít mà cứ... con nít là cứ đồ ăn vụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịt là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. À. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Đó, đó có hai vợ chồng anh. Có hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi! Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang. Dạ. Rồi ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang á anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn. Được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì thôi, cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, và một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Còn quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời.
Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Vô phòng rồi tối hay không? Ờ, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Sẽ đến anh. Rồi sau đó sao? Sau khi nó về là em mới bắt đầu em... Hai người, hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi, mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Phải nói là em mới bắt đầu yêu ổng. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới á là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Mẹ em sợ là em giữ không được. Đúng vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì làm khổ. Lúc mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại cái ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói là cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn, chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè, là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà, như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt của bà, không biết như thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam cũng, có cũng nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Công đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc đó em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau. Để không còn biến cưới cố. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia. Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc. Tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi. Thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, mà, cái sự việc là dạ, có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường. Là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới. Rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi đúng mà đám rồi. Cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ở em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ rồi đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết thì là cảm giác không hết. Dạ. Thôi bây giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng. Cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia. Thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó. Nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều.
nhiều tới nhiều khi mà em bực quá em nạt một cái không em tán một cái em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng. Trời dạ. Vui. Thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước mà nhậu là lý do hồi trước vậy. Khi mà yêu em á là bao vậy. Nhiêu là bây giờ là nó thay đổi hết. Không. Là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì ai, không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn giờ nói. Giờ anh muốn gì? Là em đằng kia kìa, muốn qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi chú Hương Diệu nó đâm con này kìa. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phan cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên tưởng đâu cây chổi chổi em một cái em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Đúng dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là giận ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói ổng đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em cái thì rất là ở sạch xấu mà. Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước thì còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Hết nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được rồi. Bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi đó, gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia. Ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm đúng không? Trời nắng mà, đúng không hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú bà quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em.
Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho đến cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây, chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng, giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Không, không, không nhầm, thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng gì đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Có đúng không Nguyên? Dạ, chắc duyên số anh. Mà sao? Cả sao trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không? Thực sự có cái gì? Em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo cũng có... hơi tính toán á. Em thấy cứ cái mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời, chỉ mây gì đó. Em không thoại giúp em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Nguyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em và anh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Thì em mới vô em kiếm nick ảnh. Xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Phải đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không. Rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng, em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi, rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn họ ra gặp ở ngoài chùa bà. Trời ơi, vậy hả? Dạ cái sự tích là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Tại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi. Chù để chia tay rồi mình nhảy vô giữa. Đó thì được cái chù linh. Chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á. Đi luôn con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh. Rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian dạ. Cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Nguyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trở lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm ổng, cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi. Nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê giỏng này vui lắm. Nó ủa cà phê giỏng bụi đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê giỏng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái giỏng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái giỏng. Rồi ngủ vô đây chi. Tức nó sao lại này má bị lãng lãng sao nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái giỏng. Cái tức quá nằm giỏng đây kêu suy nghĩ giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi cũng nói hết rồi mà cũng sao ra em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi để đứng đây cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu gì đó. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gũi mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó, mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy ủa sao mình giống con mển vậy, tự nhiên vô đây tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này,
không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh gì không? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có cái mặt ổng luôn, ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe mà em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê mình càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc là em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp, không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi để kể cho nghe, kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương sáng quay cái, tối quay cái, rồi cái vòng buổi trưa đi đâu không biết, tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu, nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô đó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng, nó thôi vậy thôi thì em lên em coi em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là em không sợ, tại vì lúc đó ở đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ổng kêu em đi tắm đi em cũng không biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? Em thì vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm, nhà nhát. Anh nói bà này bà làm gì tôi vậy? Bà tránh cô xa tôi. Cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Dê. Vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta. Mà quấn khăn được trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Trường hoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ. Nghiêm túc. Dạ. Em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại ông lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt tổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ơi cái bụng trời không, bụng lùm cái bự bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự vậy á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? Chỉ luôn. Wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, này hai đứa. Dạ ba đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm. Em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ, chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo ông gì đây, tụi em ly dị tự nhiên là chưa gì ly dị, phải có lý do chứ, ly dị để tôi về, chạy về tới nơi ông trả lời đi, cái gì trong này, ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật ông kêu ai là bà xã. Cái bà đưa nguyên clip bà coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả, ông nói sao nè, cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi, giọng ông đúng không,
Mà y chang chị ơi, y chang. Nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em đòi là ly dị liền. Trời ơi. Mà chỉ nghe cái giọng thôi. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được Minh Quang? Thì em Minh Quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã rồi đó cái coi xỉn rồi giả nào cướp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào ly dị có câu là hoài ly dị nữa trời ơi trời tức quá mà ra cãi không được trời ơi cô biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó em, cái lần đó xỉu đó. Luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng nay em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó. Thì sao lúc em dạ, sao? Lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau có còn tháng à nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao á mà giờ em đi không có được tại vì có em mình em hai đứa nhỏ đó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không còn tháng à thì cũng may coi như là trời thương đó đúng không? Trời thương đó trời chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình là chết người ta là chết luôn ghê lắm bởi vì cái ghen nó rất là tai hại nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen nó sẵn kể luôn đi nè đã tật ghen nè rồi còn tật xấu gì không hết rồi một cái một đó thôi dạ chỉ một cái một đó thôi vợ con là number one mà trừ nhẹ nhẹ xíu thôi thiệt không thiệt nghiêm túc tới em nó quyên có tật xấu gì không ổng có tật xấu ít cũng ít chứ không có nhiều chưa? Thì em nói rồi thôi đi em ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á cái em lấy cái khẩu trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó cho ông ngái mình ổng vậy trời ơi nó tắt thở gì đó ổng dài lưng rồi dạ đưa cái gối đè luôn là xỉn đó dạ xỉn về là không tắm nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không còn đi nhậu không dạ không ít lắm ừ lần đó nó hứa rồi là con không nhậu nữa con không xỉn nữa đó dạ không bỏ luôn thiệt bỏ hút thuốc luôn bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua cái đó không phải là tật xấu mà là cái tật của người ta rồi cái gì nữa nè có bê bối có bừa bộn bừa bộn bê bối hay là ở dơ là đỉnh hay nào ở dơ coi dơ đỉnh là bê bối đi về là quần áo giục ra giục tùm lum hết là em phải đi theo là em dọn dọn rồi nè nó nghe nè rồi có phụ vợ nấu ăn hay không dạ không có nấu ăn tự nhiên hai chồng thích nấu ăn à, nấu ăn ngon không à. Nó ngon mỗi lần nấu là hai chồng cái lộn cái sở thích ổng khác dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em trời ơi bắt em ăn muốn chết luôn bây giờ mới mập được vậy chứ dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận giận là cái giận hay giận nữa hả giận lắm giận hơn như nít gì nhõng nhẽo đủ thứ đây nè em là chú hay giận giận lắm không thích là vali đồ đạc bỏ vô bỏ vô đi đi mà đi ra tới cửa không kêu lại tụi quay vô y chang vậy luôn đó tụi quay vô dạ. Thiệt có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nè nhấp coi xem có kêu hay không phải kêu hay không mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không thì đó dạ, có vài lần mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận đừng bỏ vợ về Sài Gòn cảm thấy lên lần này thôi nha à. Lần này thôi nha là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn có một bữa em cho đi luôn sao, có một sao, bữa em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi ông cái dắt lần nó nào đi là của em hay là của ai hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em bực bội quá em nói sao lần nào cũng vậy lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo rồi lấy quần áo ben rồi để vô đi cái em không thì mang nỉ nữa cái ông thấy ông năn nỉ không càng hốt vô em nói rồi để kêu taxi giùm cho rồi đi em nói dạ sao đi được rồi đi mất vợ sao ông đi đâu liền quay vô liền quay vô mà cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô mặt hàng lắm quay vô do bộ kiếm gì đó trời mà, kiếm hoài không biết kiếm gì luôn điện thoại rồi tùm lum rồi ghét rồi bị lờ rồi không cho đi luôn mà muốn chơi chiêu thác
mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện đó, nó có cái gì đâu mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn, ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì thấy ba chưa? Ba thấy chiêu cô chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu mà em nghe thấy order nữa sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị, nghĩa là thấy à, sợ rồi, cúp máy. Ờ, bao nhiêu? Cái gì 3 ngày, 3 tiếng thôi. Thôi 3 ngày, rồi 3 ngày tôi chết được sao? Thiệt luôn. Cúp máy, trời. Em sợ quá trời, sợ liền luôn. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Mặt dữ dựng dữ lắm mà nó nói thiệt luôn mà. Cái đúng em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi à, mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi Nam. Thiệt. Ơi dễ thương quá. Rồi á, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực. Ý là thủ tục vậy đó. Có nựng nữa không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt chăm hai cái coi là em lăn đây em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Chuyện. Giận. Lại dọn đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có cái vali của nhà em là lúc nào ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thực sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bà sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bà vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Em cứ ôm ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu lầm thử coi chị không tưởng tượng. Trời cái ơi, sao đâu Nguyên đứng lên nựng thử không Nguyên? Làm y như đây, đây, y xuống đi. Đó, đó, nựng đi. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Ờ, khoái, khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm. Dù là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới. Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu, sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế hề em đó là em là kèo trên đó nghe. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì ờ vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn là sức khỏe nè, tập thể dục này nào, nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bả không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Nguyên. Dạ. Nguyên lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính thì từ từ bỏ, còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nặng. Đứt cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi cảm ơn hai em. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc hoài nha.